nhà cha. Các lãnh đạo tôn giáo tự hỏi, sao Giê-xu có thể qua lại với những kẻ hay làm điều xấu này chứ? Vì vậy, Chúa Giê-xu kể cho họ nghe một câu chuyện về tình yêu của Đức Chúa Trời. Câu chuyện như thế này. Một người kia có hai người con trai. Người em cứ đòi cha chia cho mình phần gia tài sẽ được hưởng khi cha qua đời. Người cha rất đau lòng nhưng vẫn trao cho con mình một nửa gia tài. Người em đó đi đến một nơi xa và hoang phí hết tài sản. Rồi nạn đói xảy đến và cậu phải đi chăn heo. Cậu ước mình được ăn đồ của heo ăn. Các đầy tớ ở nhà cha ta còn được đối đãi tốt hơn thế này. Cậu nghĩ, ta sẽ trở về nhà và nhận lỗi với cha và với Chúa. Biết đâu cha sẽ cho ta được làm đầy tớ trong nhà. Đứa con trai trở về nhà. Khi cậu vẫn còn đang ở đằng xa, thì cha cậu đã chạy đến và ôm chầm lấy cậu. Con không xứng đáng làm con của cha. Cậu nói cùng cha mình. Cha nói cùng các tôi tớ mình. Hãy lấy áo đẹp nhất mặc cho con ta. Hãy lấy nhẫn đeo vào tay nó. Hãy nướng bò con mập nhất, vì con ta đã mất mà nay tìm được. Người anh tức giận khi nghe có tiệc ăn mừng. Thật là không công bằng. Cậu phàn nan. Con làm việc trung tính mà chẳng được chi, còn nó phí hết tiền của mà còn được mở tiệc ăn mừng. Cha cậu đáp, tất cả của cha là của con. Em con tưởng đã chết mà nay lại sống, tưởng đã mất mà nay tìm thấy. Vậy sao chúng ta lại không ăn mừng?